Đại hội Hội Doanh nghiệp thành phố Tam Điệp lần thứ 3. Ngay bây giờ xin phép được bắt đầu. Xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị đang hiện diện trong sự kiện Đại hội Hội Doanh nghiệp thành phố Tam Điệp lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Và tôi là Tống Mỹ Linh, rất hân hạnh có thể cùng đồng hành với toàn thể quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Cứ 5 năm một lần thì chúng ta lại có với nhau một cuộc hội ngộ lớn. Và lần này có lẽ là một cuộc hội ngộ mà tất cả chúng ta đều vô cùng mong đợi, đúng không ạ? Mỗi nhiệm kỳ thì đều sẽ có những đặc điểm rất khác nhau. Nhưng có lẽ nhiệm kỳ vừa qua là một nhiệm kỳ rất đặc biệt, bởi vì nó bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Nhưng mà người ta nói một điều rằng không có áp lực, không thành kim cương. Và chính những người đang hiện diện ở đây nói riêng và toàn thể doanh nhân Việt Nam nói chung chắc chắn đã tìm được những viên kim cương của riêng mình. Đó là những viên kim của sự kiên trì, ý chí và ngay cả những thành công vừa thời đại nữa. Và với một hành trình mà chúng ta đã vượt qua rất nhiều những khó khăn, thì khi bước sang một năm 2021, chắc chắn chúng ta sẽ tràn đầy tự tin và đầy kỳ vọng khi bắt đầu một nhiệm kỳ mới. Và với tinh thần đó, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình đại hội ngày hôm nay bằng những cảm xúc rất đặc biệt. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được bắt đầu phần đầu tiên của văn nghệ chào mừng bằng những cảm xúc đặc biệt ấy. Người ta nói rằng khi mà mỗi doanh nhân đưa sản phẩm và dịch vụ của mình đi xa tới đâu thì sức mạnh và biên giới của quốc gia sẽ đi tới đó. Và có lẽ sau những thành công và những nỗ lực của những doanh nhân thì đó chính là tình yêu quê hương đất nước, đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng tôi xin phép được nói về niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước của tất cả những doanh nhân đang hiện diện tại đây. Và quý vị thân mến, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón 3 phần biểu diễn: hát múa Hồn Thiên Đất Việt, sáng tác Giang Hạ, biểu diễn tập thể giáo viên trường mầm non Việt Thắng; tiết mục song ca, bài ca Thống Nhất, sáng tác Võ Văn Di, biểu diễn Như Tài và Ngọc Liên. Điều đặc biệt trong phần biểu diễn này đó chính là hai ca sĩ của chúng ta là hai ca sĩ đạt giải Á quân tuyệt đỉnh song ca năm 2017. Và tiết mục thứ ba đó là tiết mục top ca, cũng rất đáng được trông chờ bởi vì sẽ là một sản phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Đảng Đã Cho Ta Một Mùa Xuân, và được biểu diễn bởi câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Tam Điệp. Và quý vị thân mến, ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng hòa vào cảm xúc đầy tự hào cùng với 3 phần biểu diễn ngay bây giờ trên sân khấu. Xin mời.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Với phần biểu diễn của những nữ doanh nhân vô cùng tài năng và xinh đẹp vừa rồi là một bước chuyển rất mềm mại để chúng ta đến với phần 2 của chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Nếu như chúng ta đã từng nghe câu nói nhiều người nhận định về doanh nhân như thế này ạ, doanh nhân là người hơi khô cứng một chút bởi vì họ thường gắn liền với những hợp đồng hay là những con số. Nhưng mà có lẽ khi mà chúng ta theo dõi những phần biểu diễn của những nữ doanh nhân xinh đẹp vừa rồi, và đặc biệt là phần biểu diễn ngay sau đây, thì chắc chắn nhiều người phải thay đổi quan điểm đó. Và quý vị thân mến, phần biểu diễn tiếp theo sẽ không chỉ là một phần biểu diễn của một doanh nhân, mà còn là một ca khúc mà do chính anh sáng tác để gửi tặng những đồng nghiệp của mình, chính quý vị đang hiện diện tại đây, những doanh nhân tam điệp. Ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng hòa vào những cảm xúc rất riêng của từng doanh nhân trong một không khí rất chung của đại hội ngày hôm nay với phần biểu diễn đơn ca Doanh nhân tam điệp niềm tự hào, sáng tác và biểu diễn Sĩ Đạt, doanh nhân thành phố Tam Điệp cùng với tốp múa trường mầm non Việt Thắng. Xin mời. Quê hương mãi đẹp rồi.
Xin được cảm ơn đồng chí Phạm Thanh Miên và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các nghệ sĩ.